2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bồ Đề Giò Bình Lưu Vi Tà Lao Chạm Bí Đao Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho tất cả mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là kèo hẹn Vĩnh Long Kỳ ngày 26 tháng 6 2022 tại sân bóng chuyền Thuận Lợi, hẻm 1811 Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai. Sang Phan Rang chả banh được 4 nốt nhạc nha các bạn. Sau khi Long Kỳ đánh 4 quả, chấp 4 nốt nhạc nha các bạn. Giống giống như kèo trước đây, Long Kỳ từng chấp tài nhỏ tại sân cao tốc Bình Dương. Long Kỳ vừa phá ngoài 1-0. Sang Phan Rang lại phá bóng hồng 1-0. Các bạn thấy như thế nào? Thật sự tâm lý nha các bạn, không thay đổi được. 1-0, mùi mùi. Lại là Sang Phan Rang, kỳ bóng ra ngoài 2-1 nghiêng về cho Long Kỳ. Long Kỳ hiện tại bây giờ là 75kg rồi các bạn à. Trước đây anh ta có 58kg thôi, thời kỳ đỉnh cao. Quả hay. Sau khi 3 quả Sang Phan Rang đã đỡ được và kết thúc quả thứ tư, Long Kỳ đã kết thúc tốc 3-1. Đây là kèo hẹn có thể nói là rất hay giữa Sang Phan Rang đại diện cho sân bóng chuyền Thuận Lợi, còn cái Long Kỳ Hải Phòng. Quả thứ hai Sang Phan Rang tự xét tại Long Lạc 4-1. Đây là kèo hạng có thể nói kỷ lục hiện tại bây giờ. Khoảng 2 tháng trước đây, gần cuối tháng 4, 1 tháng 5, Long Kỳ và Quyền đã trở lại sân Chùa Bò. Và hiện tại bây giờ đang có mặt tại sân Thuận Lợi, phường Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai. Quá hay. Sang Phan Rang vừa có một pha phản đòn quá hay. 2-4. Đánh 16 điểm tới nha các bạn. Tỷ số tại bây giờ là 2-4. Trước đây tài nhỏ từng gặp Long Kỳ về kèo này tại sân cao tốc Bình Dương và tài nhỏ đã thất thủ trước Long Kỳ. Còn lần này Sang Phan Rang sẽ như thế nào đây? Tại sân Thuận Lợi, sân nhà của Sang Phan Rang. 2-4. Bi Bun. Long Kỳ giờ tự sát tại Lâm Lạc 3-4. Bay Bun. Tinh thần Sang Phan Rang đang rất lên cao. 3-4. Bốn đều. Trận đấu đang trở nên rất hay. Buôn. Tỷ số tại giờ là 4-0. Trận đấu đang trở nên rất nóng rồi. Các bạn thấy khán giả như sao? Rất khủng khiếp cho trận đấu này. 4-0. Hãy chờ xem điều gì đang xảy ra với cặp đấu này nha các bạn. Đang vô hàng và vô hàng tiếp tục nha các bạn. Các bạn cũng biết đó, Sang Phan Rang tinh thần võ sĩ đạo Samurai. Tinh thần của Sang Phan Rang. Bốn đều. Một. Hai. Ba.
quá hay cho cả, quá hay, quá hay, quá hay. Năm bốn. Thật sự mà nói, tinh thần Samurai đang rất ổn định, mạnh mẽ như chiến sĩ Samurai. Tại sao? Tại vì là năm môn đang nghiêng về cho Samurai. Long Kỳ đánh qua 4 cây nha các bạn. Nếu Samurai đỡ được 4 cây là Samurai thắng được một điểm nha các bạn. Và Đại Lâm đang làm trọng tài cho trận đấu này các bạn. Sử trong hay ngoài, Đại Lâm quyết định nha các bạn. Năm bốn. Một pha tự sát tại đấm lát của Samara. Năm đều. Năm đều. Các bạn thấy như thế nào? Khán giả đang nín lặng hết các bạn, chờ xem. Một. Quả thứ hai, Long Kỳ móc bóng ra ngoài. 6 năm đang ghi về cho Samurai. Long Kỳ đánh được 4 cái nha các bạn. Dạ. Vậy mới sung chứ. Có thể nói đây là trận kèo hạng rất kịch tính, rất hay. Samurai là một người chiến sĩ Samurai da băng. 6 năm. Trời không khỏi. 6 năm ghi về cho Samurai. Ba. Cái thứ tư. Hoa đang chết cho Long Kỳ. Hoa đang chết cho Long Kỳ. Pha bóng vừa rồi. 7 năm. Hình như cảm giác Long Kỳ đang rất nặng tâm lý nghe các bạn. 4 nốt nhạc các bạn. Long Kỳ đang rất nặng tâm lý, không thể đùa được các bạn à. 16 điểm tới, 8 điểm đối bên. 7 năm đang nghiêng về cho Samurai. Hiện tại bây giờ Samurai đang vô hàng trở lại rồi các bạn à. Tỷ số tại giờ là 7 năm. Trước mặt Đại Lâm là màn hình Sang Phan Rang, gọi là Sang La Lan. Thật sự tinh thần mạnh mẽ của Sang Phan Rang, tâm lý quá tuyệt vời. Bảy năm. Có hàng sáu nhau đó mới vui đó. Vỗ tay lia lịa. Coi chưa anh? Bảy năm. Quá hay. Quá hay. Thật sự Samurai quá tuyệt vời. Nhưng Long Kỳ là người kết thúc đẳng cấp pha bóng vừa rồi. 6-7. Ramui Krabi. 16 điểm tới nha các bạn. 8 điểm đối sân nha.
Cái bánh chả mình bên này nó tốt đường rồi. Thật sự mà nói, rất ít người không phải như San Fran, đặc biệt là tinh thần chiến đấu của anh ấy. 6-7. Rồng Kỳ rất nặng tâm lý các bạn à. 1. Rồng Kỳ theo cảm giác đổi sân. 8-6 đang nghiêng về cho San Fran. Đổi sân. Cầm ghế đỏ quần đen áo đen là Quyền. Quyền cho một trong những người đầu tiên đưa Long Kỳ vào cầu tre 2003. À. 8-6 đội sân. Thật sự các bạn nhìn thấy Long như thế nào? Rất béo các bạn à. Trước đây 58 cân thôi, bây giờ đã 75 cân rồi. Đang vô hàng và vô hàng. Vũ Arsenal đang ngồi trên cái ghế cột cờ. Đang vô hàng và vô hàng. Hiện tại bây giờ đang vô rất vô hàng nha các bạn. Một pha kết thúc tốt của Long. 7-8. Long đã đáp chiến bài tối hôm qua các bạn ơi. Và từ Sài Gòn Long đã ra biên hòa. Hiện tại bây giờ là 16 giờ giờ địa phương. Bảy tám. Long đang chuẩn bị phát bóng. 7-8. Hiện tại bây giờ Long vẫn còn hàng nha các bạn. Một. Hai. Ba. Chạy cuối cùng. Quá hay cho sao. Quá hay cho sao Sampara. Một pha phòng thủ quá tuyệt vời của Sampara. Trên bảy. Sampara có thể nói thật sự là người không hỏi, luôn đối đầu với cảm giác mạnh nha các bạn. Chín bảy đang nghiêng về cho San Fran. Chín bảy. Chín bảy. Trời ơi trời, sao mà ra đếm 92 luôn. Một pha tự sát qua đăng tích của Long Kỳ. 17. Tình hình này rất căng thẳng các bạn à. Hầu như Long Kỳ đang rất tâm lý các bạn ơi.
Quả hay trái cuối cùng. Quả hay. Quả hay cho Long Kỳ. Một pha phản công tốt của Long Kỳ và một pha phòng thủ quá tuyệt vời của San Fran. Tỷ số tại giờ là 11-7. 11-7 đang nghiêng về cho San Fran. Chị nói tâm lý rõ không phải là vậy đâu, như mình tâm không lâu rồi nó không nhiều bệnh nhiều thiếu cảm giác nhiều. 11-7, các bạn cũng biết rồi đây, thời kỳ đỉnh cao Long Kỳ từng chấp cầu ba nó nhạc, điền ba nó nhạc, tài bốn nó nhạc. Hiện tại bây giờ Long Kỳ nó lên 15 kg rồi các bạn ạ. 15-17 kg. 11-7. Cho nên thể lực, cảm giác Long Kỳ không còn như trước đây nữa. Một pha trả đòn của San Fran không vào lưới. 81. Một, hai. Quá may mắn cho Long Kỳ pha bóng vừa rồi. Thật sự quá may mắn. Một pha Mậu Vinh 9-11. Thật sự pha bóng vừa rồi có phần may mắn về cho Long Kỳ. 9-11. Các bạn thấy như thế nào? Thật sự những cầu trận cầu lớn như thế này mới biết đẳng cấp ra sao và tâm lý các cầu thủ như thế nào nha các bạn. Tinh thần chiến đấu của San Fran rất tuyệt vời cho đến giờ phút này. 9-11. Một pha trả đòn quá hay của San Fran. 12-9. Một pha trả đòn, Long Kỳ không kịp thở nữa các bạn ơi. Pha bóng vừa rồi, thật sự Long Kỳ không còn nhanh nhẹn như trước đây nữa. 12-9. Quá hay. 10-12. Theo như Đại Lâm nãy giờ nhận định, Long Kỳ đánh trên mặt lưới rất nhiều và San Fran rất lẹ trên mặt lưới. 10-12. Trận đấu vẫn còn đang phía trước. Điều gì sẽ xảy ra? Mười, mười hai. Thật sự một pha phản đòn quá khó của San Fran và Long Kỳ bất lực pha bóng vừa rồi. 13-10. Thật sự San Fran quá lẹ.
13 mời. Lại là sang Phan Rang. Mời bốn mươi. Đâu nó ba bốn cái bắt buộc phải gài phải giết. Không có thì không có mấy nó tên là mình vẫn chạy. Tao hai cây đó, Mời bốn mươi. Mười bốn mươi. Thật sự sang Phan Rang quá tuyệt vời với những cú trả đòn rất hiểm của mình. Mời lên mời. Mời lên mời. Thật sự quá tuyệt vời. Sang Phan Rang quá tự tin. Nhận pha bóng của mình. Năm mời. Mời lên mời. Xin chúc mừng Sang Phan Rang. Xin chúc mừng Sang Phan Rang. Xin chúc mừng. Quá tuyệt vời. Các bạn thấy như thế nào? Thật sự một buổi chiều Sang Phan Rang quá phong độ, đẳng cấp. Thật sự rất tự tin của tinh thần chiến đấu của mình. Xin chúc mừng Sang Phan Rang đã vào bờ quá an toàn. 16-10. Thật sự quá tuyệt vời. Xin chúc mừng Sang Phan Rang. Các bạn thân ơn với Sam Valen, Lê và Sam. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok men. Vô hàng. Quá tuyệt vời cho Sam Văn Đăng. Cụ thể nói Sam Văn Đăng quá tự tin. Xin chúc mừng. Lô Sabu và Lô Sabu.